Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tiếng Rào 4.0 mùa thứ 2. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Điền Quân Group thực hiện và được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Chương trình Tiếng Rào 4.0 tuần này được thực hiện tại thành phố Tuy Hòa, xinh đẹp của tỉnh Phú Yên, và nhân vật chính của Tiếng Rào tuần này đó là ông bà Sáu bán bắp nướng mắm cái gần 20 năm. Dưới cái nóng oi ả của miền Trung, điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình Tiếng Rào 4.0 mùa này của Colorman chính là hàng bắp nướng của vợ chồng ông bà Sáu ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Gần 20 năm qua, người dân tại ngã tư Hùng Vương Trần Phú đã quá quen với hình ảnh đôi vợ chồng già lom khom dưới một túp lều tạm bợ, tối tối là cầm cuội nướng bắp nơi góc đường. Ở cái tuổi lẽ ra phải được sống an nhàn, ông bà Sáu vẫn phải tần tảo bán buôn kiếm sống qua ngày. Hình ảnh ông Sáu mò mẫm dựng lều, cố định xe, còn bà thì lom khom dọn hàng, nướng bắp khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Nhìn đôi tay gầy guộc và khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian của bà Sáu, Colorman cũng phần nào cảm nhận được sự vất vả suốt mấy mươi năm. Nay ngồng ở đây nay 18 năm rồi. Vô chân ạ. Ông bà Sáu bén duyên khi cả hai chỉ vừa đôi mươi. Người làm phụ hồ, còn người là thợ xây, chẳng ai khá giả hơn ai. Dù vậy, ông bà vẫn quyết về chung nhà để xây cho mình một tổ ấm nho nhỏ. Bôn ba cùng nhau hơn mấy chục năm trời, các con của ông bà giờ đây cũng đã lớn, còn cái nghèo thì cũng cứ đeo bám họ không thôi. Thương con cái khó khăn, túng thiếu, ông bà vẫn tự mình tiếp tục mưu sinh, đỡ đần cho con cái. Đôi mắt ông Sáu giờ đây đã mờ hẳn do một lần bạo bệnh. Thính giác cũng suy giảm dần vì tuổi tác. Vậy mà ông vẫn ngày ngày dong ruổi cùng bà, nguyện làm cánh tay, làm đôi chân đỡ đần bà mấy việc nặng nhọc. Còn bà là đôi mắt và là người kề cạnh để kết nối ông với cuộc sống bộn bề. Dường như giữa họ không chỉ là một tình yêu bền chặt, mà còn là một sợi dây gắn bó của ân tình. Đôi vợ chồng già không chỉ đi cùng nhau trên đoạn đường buôn bán, mà còn nương tựa vào nhau để bước tiếp đoạn đường đời. Mà cho tàu đã đi mà không mệt. Cứ 12 giờ xuống Triều Bạc này, 8 giờ gì rồi, để xe mà nhà xe mà như này đã giờ hơn tiếng hồ, ở đi mà tới đâu nghỉ tới đó, đi mua căng quá, buồn cho, về ké rồi đi buôn bán là cố cực cũng buồn mày thơ, hay là cũng trông cho có tiền rồi để dành để đỡ ăn cái đời sống già chứ. Vốn là người rất mê ăn bắp, Colorman đã hoàn toàn bị chinh phục bởi món bắp nướng mắm cái rất đặc biệt của xứ hoa vàng cỏ xanh. Không béo ngậy như mỡ hành, mắm cái mang đến cho những hạt bắp nướng dẻo ngọt, cái vị mặn mặn, nồng nàn, lan tỏa khắp khoang miệng. Dù chỉ là một món ăn đường phố bình dị, nhưng nếu ai đã một lần thưởng thức bắp của ông bà Sáu, chắc chắn vương vấn mãi cái hương vị khác biệt lạ miệng đó. Dù vậy, người dân nơi đây không chỉ ghé qua vì mê ăn bắp, mà còn bởi thương quý cho hoàn cảnh khó khăn của hai ông bà. Có hầu 40, có hầu 50, có hầu 30 kìa. Đồ còn là chở gì à? Cũng thiếu trước hụt sao để làm sao được sống đâu. Ngồi nhờ các dân lai nó cho đồ. Chút ý tưởng 150 rồi dễ gì phụ quẹ vô em thêm. Ngồi ngẫm nghĩ về đời mình, người phụ nữ ấy cũng có đôi lúc tủi hờn. Dù vậy,
bà vẫn mỉm cười, rồi cùng ông tiếp tục bước trên những con đường thênh thang nắng gió, chỉ mong sao bản thân không trở thành nỗi lo của con cái. Và sứ mệnh của Tiếng Rao 4.0 lần này là không chỉ mang đến cho một buổi bán hàng kỷ niệm, mà còn tạo điều kiện để ông bà có những ngày nghỉ thảnh thơi, tạm quên đi những lo toan, vất vả của từng ấy năm cuộc đời. Có đôi gánh hàng rong, tôi bước vào trong cuộc đời. Tiếng ru của con trong nôi là tiếng ra. Các bạn thân mến, bây giờ là 12 giờ trưa thì ông bà Sáu bắt đầu đẩy xe đi từ nhà để ra tới điểm bán hàng. Dạ, ngày nào cũng vậy. Dạ, ông bà đi một đoạn rất là xa và phải nghỉ tới 5-6 lần, khoảng một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ để lên ra tới cái điểm bán. Hai ông bà đi một cái đoạn đường xong rồi là hai ông bà phải ngồi nghỉ, và phải nghỉ ít nhất là 6-7 lần như vậy mới đến cái điểm bán. Nghỉ chục lần. Ồ, nghỉ chục lần luôn mới tới chỗ bán hả? Trời ơi, phải đi có khi tới 1 tiếng mấy, 2 tiếng hồ mới tới. Sao? Rồi. Đó, quý vị các bạn mới nghe ngoại Sáu chia sẻ đó. Ngày nào cũng như ngày nãy đi miết luôn. Dạ. Đó, đi đi mệt thì nghỉ, đi mệt nghỉ như vậy. À, trung bình 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng, 12 giờ đi là tới gần 2 giờ thì bà ông bà Sáu mới ra được cái điểm bán ở ngay chỗ vòng xoay Hùng Vương và Trần Phú. Dạ, đã ròng rã như thế là 18 gần 20 năm rồi. Ủa sao bà không để cái xe ở trên đó luôn rồi mà rồi xong rồi mỗi buổi chiều là mình ai chở ra đó bán phải tiện không? Dạ. Chở to nước non treo cậu ạ. Dạ. Đó, quý vị các bạn nghe rồi đó. Mình nghĩ có nhiều cách nhưng mà không biết ba vẫn chọn cái cách mà cực khổ vậy. Để nước non rồi bàn ghế. Thay vì mình để cái xe này nằm ở tại chỗ đó thì không. Cái xe này không hề nhẹ đâu nha bà con. Ở trên đây là chất đủ thứ trên đây hết. Nghĩ à? Mệt chưa ông ơi, nghỉ ha. Nghỉ. Còn nghỉ phải không ơi bà? Rồi vậy là xích lên đây cho nó khô ráo. Rồi, ok. Rồi, nghỉ ở ngoài. Nghỉ chút rồi. Nghỉ chút. Chưa. Rồi tối. Đây bà. Người trí chút rồi. Chưa. Nghỉ à, anh mệt rồi. Rồi tối về cũng vậy luôn. Cũng đầy một đoạn là nghỉ, đầy một đoạn là nghỉ thôi. Rồi vậy là một ngày là phải đi bận đi vậy bận về cũng y vậy luôn. Trời đất. Mình nghĩ rằng khi mà quý bà con cô bác mình mà xem cái video này chắc là ai cũng phải rơi nước mắt. Không có nghĩ là cuộc sống mà có những cái hoàn cảnh mà phải nói là thực sự khó tin. Đó, nhưng mà nó vẫn diễn ra mỗi ngày.
thì bà thì có hai ông bà có hai người con, nhưng mà ông bà thì hai người con của ông bà cũng nghèo, thành ra là ông bà cứ vậy cố gắng thôi, cái còn sức còn làm kiếm được nhiêu hay nhiêu để phụ cho con cái rồi lo cho cháu nữa, lo luôn cho cháu ngoại nữa. Ngày bán có 50 trái bắp, mà trái bắp thì có 10.000 thôi, thì tính ra vừa công cán rồi tất cả mọi thứ thì chắc là mình nghĩ chắc lợi lời lời lỗ chắc cũng trao hơn 100.000. Chỉ là tạo lấy tiền đem than, dạ. Mua mắm, dạ. Tiền là mua than mua mắm. Đó. Mà cái xe thì bà ông bà coi như một ngày đi hai cử vậy là hết 4 tiếng, gần 3-4 tiếng đồng hồ rồi, rồi cứ đẩy mình đi bộ theo mình còn đó, mình còn thở. Người ta làm cho chứ. Dạ. Yeah. Người ta làm mình còn cho thở đó, mình có thấy không? Thành ra là. Tôi hỏi bà sao mà không để xe đó nói không, phải để đây phải đưa để đồ đồ nước nôi đồ lên để phục vụ cho khách. Và cứ chỉ đi một đoạn là nghỉ, là ngồi nghỉ cái ông phải chờ nhau, ông phải mang. Đó, ông không thấy đường, ông bị lòa, phải ông cũng bị không nghe được nữa, nên là cái gì ông cũng phải bám víu vào bà, mặc dù đi cùng vậy. Trời, 18 năm trời. Thương quá. Dạ, không biết sao thôi, mình chỉ cố gắng là mình bán tốt nhất có thể giúp cho ông bà có một cái kỷ niệm. Chứ còn bây giờ tới ở cái tuổi này thì mình nghĩ là thật sự ông bà cũng không mong gì hơn đâu, giờ kiếm thêm rồi giàu có gì chẳng chắc. Không có hy vọng gì đổi đời đâu. Toàn luôn mình giỏi làm đủ ăn à. Mình nghĩ là cũng là một cái thông điệp, một cái tấm gương mà các bạn trẻ chúng ta hay là các thế hệ sau này nhìn thấy. Có những cái con người giống như là bà Sáu, ông Sáu vậy. Kiên trì với cái công việc của mình, làm một cái tâm. Dạ, dạ đi tiếp. Đi tiếp nữa. Dạ, còn đây, còn đây. Ủa, đi nãy giờ mà chưa thấy ra được cái đường lớn luôn. Đây chiều giờ bán được nhiêu trái rồi bà? Bán chiều giờ bán 100.000 à? 10 trái à? Rồi chiều giờ bán mới 10 trái à? À, 10 trái à. Trời ơi. Thì đó bà ra từ hồi trưa, tới giờ đó bán mới 10 trái à? 10 trái có 100.000. Ngày mai con bán cho bà 200 trái rồi con có cách rồi. Ngày mai thì con mua hết luôn. Ngày mai bà chỉ cần 50 trái thôi. Con đi kiếm chỗ nướng cho bà khoảng thêm 150 trái nữa là 200 trái. Nha. Yeah. Tiền đâu rẻ lại cậu. Không. Cái này con mua tặng bà. Cái bà hỏi tiền đâu tôi mua lại cậu. Thấy vậy đó, ở vị trí ngồi có vẻ như rất là đắc địa đó. Ở đây là ngay bùng binh Trần Phú và Hùng Vương, ngay bên hông của tòa nhà Vincom đó. Cái vỉa hè rất là lớn, nhưng mà bà ở đây thì bà cũng không có bao nhiêu người tới đó. Buổi trưa, từ trưa tới giờ bán được có đúng 10 trái rồi. Dạ. Mà bà bán hết bà mới về hả? Bán hết còn 8-9 giờ. 8-9 giờ là bà về. Dạ, đó bà nói 8-9 giờ bà về nhà bà xa quá. Thôi bà đang bán giờ để con đi con kiếm bắp. Giờ con đi con kiếm ngày mai để đủ 200 trái bắp. Mai bà chỉ cần 50 trái thôi nha. Rồi cái này mai bán không hết con mua mão luôn. Yeah. Dạ, thưa bà con cô bác là nói thật sự luôn là bây giờ cũng không biết làm sao để mai kiếm đủ 150 trái bắp nữa. Nếu mà đi mua bắp rồi xong rồi về nướng ở đâu có lò đâu mà nướng, rất là phức tạp. Cho nên là con Lâm Anh nghĩ rằng là con Lâm Anh sẽ đi tìm. Bây giờ tìm coi ở vòng vòng ở đây có ai bán bắp nướng của mình ra mình đặt mua trước. Đó, kiếm chừng 3-4 xe rồi mua rồi 150 trái là ngày mai mình ra phụ bà được rồi. Để đi tìm thử nha bà con. Dạ. Đó, bà con quá thấy ông làm tiếng rào 4.0 nó vui vậy đó. Dạ. Nói chung là phải cố gắng làm sao mà cái chương trình nó phải mang tính lạc quan nhiều hơn đúng không bà con? Dạ. Cái cuộc đời này nó còn nhiều, rất nhiều thứ đáng yêu.
mình kia ăn áo quần không á, không thấy ở đây bán vài bán ống rồi không thấy xe bắp nào chứ gì trời. Ồ, hơi căng này nha, hình như ở đây chẳng lẽ ở đây có mình bà bán bắp ta, chẳng lẽ số luôn này đen dữ vậy trời. Ờ, trên kia có chỗ khói, hình như có khói, có khói. Chờ chút. Hình như, thế rồi. Cháu thì hên quá. Bấm bắp phải không? Đúng bấm bắp không? Trời ơi, bắp ngon cái gì? Ngon lắm, nhào vô. Giờ đặt hàng cho ngày mai được không? Trời, lên đây ngồi êm lắm nè. Đúng, đúng. Ngày mai cho đặt khoảng 100 trái bắp đó không? Ở đây em làm được bao nhiêu trái? Ngày mai anh đặt trước 50 trái được không? Dạ, được. Rồi xong rồi tầm khoảng 5 giờ, khoảng 4 giờ rưỡi, 5 giờ em chuyển ra nhà mình ở ngay chỗ vòng xoay đó được không? Dạ, có mình em này, tao lái cho em đâu có đi được. Được rồi, để anh kêu đệ tử đó. Thôi để anh kêu lên, kêu mai mình ra đây lấy nha. Rồi, trái em bán nhiêu? 8 ngàn hả? Rồi ok, 8 ngàn. Mai mình ra kêu mình bán 10 ngàn. Mai mình ra kêu mình bán 80 ngàn đúng không anh? Trời ơi. Rồi giờ cho kiểm tra chất lượng được không? Đây có trái nào được không? Rồi mắm luôn, đúng rồi, thử mắm nguyên luôn rồi, có luôn, đúng rồi. Rồi thử luôn. Năm chục cái nha. Rồi cho anh miếng đi, cho anh thử kiểm tra chất lượng đi. Rồi kiểm tra chất lượng. Wow, quá đỉnh luôn. Xuất sắc nha, bắp hơi ngon nha. Rồi đã yêu cầu. Yeah. Em tên gì? Mận. Mận em trái hả? Thôi đặt đây luôn được không? Mai anh làm luôn 150 trái được không? Dạ chắc được chứ, khách được em sẽ đâu. Không phải để cho khách. Thôi 50 trái đi, ủng hộ cho mấy chỗ khác nữa. Yeah. Ok. Thôi anh chạy tiếp đi. Để dành bụng bên quanh kia thử tiếp. Rồi này trả tiền đàng hoàng nha. Thôi ăn chạy đi. Chạy đi. Lâu quá không ăn chạy. Thôi, nào ra cái đó đàng hoàng. Nhớ nha. 4 giờ rưỡi nha, 4 rưỡi anh lấy nha, ghé lấy nha. Nướng sẵn nha. Ok. Trời mừng quá, được 50 trái rồi, giờ đi tìm tiếp thêm 100 trái nữa. Ồ, như bên đường kìa. Thấy sao, sao giống mấy xe bắp quá ta, hỏi thử. Ồ, có lý. Ồ, quá trời luôn, yeah. Con bắp hả chị? Đặt cho ngày mai được không? Ngày mai anh mua 50 trái. Phải caramel đâu. Ủa sao biết? Mai cho anh nướng thẳng cho anh 50 trái, khoảng chừng 4. Khoảng 4 giờ anh lấy. Chắc chắn lấy. 40 trái em nướng sẵn hết. Ừ, rồi anh tới lấy. Rồi anh cho xe tới lấy. 4 giờ anh nghe anh lấy. Rồi bên đây luôn. Rồi 50 trái luôn. Rồi 50 trái luôn. Ngày mai luôn. 4 giờ anh lấy luôn. Nhớ nha, không có là mai tôi chết luôn á, mai bể xô đó. Rồi 50 trái luôn, ok. Thôi được 150 rồi bà con ơi. Tiếp tục. Qua đây luôn. Rồi cho anh đặt luôn 50 trái luôn. Chiều mai 4 giờ ra lấy luôn. Rồi ba tiệm được 150, cộng với trên kia một tiệm nữa là 200 trái rồi. Thôi giờ trên đường về kiếm thêm tiệm cho đủ 250. Nhớ nha, đừng quên nha, tưới danh dự đó. Chứ không là mai bể xô tôi chết luôn, tôi khóc ra tiếng Nhật luôn á. Dạ rồi, thôi giờ trên đường về nếu mà mình tìm được một tiệm nữa là coi như mình mua hôm nay mình đi mua được 250 trái. Rồi vui quá bà con cô bác ơi. Chuyện như đùa luôn. Dữ quá. Rồi nói chung giờ kiếm thêm tiệm nữa càng tốt, mà không có thì thôi. Cũng được 250 trái rồi, 250 trái ngày mai bà con bác mua. Có người sẽ cho 100 ngàn, có người cho 20 ngàn, có người cho 30 ngàn, 50 ngàn. Để coi ngày mai bán được hết cho bà 200 trái, chẳng lẽ không được 20 triệu. Ồ, tự nhiên đi ngang khúc này quá trời bắp luôn. À đây.
Chị ơi, chị bán nhiêu trái vậy? Bán con. Dạ. Hai trái 15.000. Hai trái 15.000 là 7.500. Dạ. Rồi. À, cho em đặt ngày mai nha. Ngày mai 50 trái. Rồi. 4 giờ em, 4 giờ nướng sẵn em ghé đây em lấy. Hết lại đây 5 cọc. Được, có đưa tiền cọc không? Hả? Có đưa tiền cọc. Mà trực em nướng khoảng một cái anh không có lấy thì em biết mình bỏ đâu. Rồi đưa tiền cọc nha, đưa trước 50 nha. Rồi. Mai cũng đi 50 trái. Rồi 50 trái. Rồi Miri ơi, Miri đây chú gửi bên đây 50 triệu tiền cọc rồi. Ủa gì vậy? 50.000 tiền cọc. À 50 triệu. 50.000 chứ 50 triệu tiền cọc. 50 trái luôn. Là tổng cộng là ngày mai mình có 250 với bà 50 nữa là 300 trái đó. Thôi bây giờ vậy nè, chú tính ngay cho dễ. Mai cứ mình cứ cho được gửi cho mỗi người 500.000 xong. Coi như mình mua mỗi người 10.000 đi. Nha. Rồi mai em đưa chị thêm 450 nữa. Rồi còn mấy chỗ kia cho người 500, gửi người này 500 coi như mua người 10.000. Yeah. Quý vị các bạn thân mến. Hạnh phúc, hạnh phúc. Rồi xong rồi. Đó. Rồi thôi coi như là mình cũng giúp đỡ thêm một chút xíu cho các chị con bắp ở đây nha. Ồ, không ngờ ở đây nhiều con bắp vô luôn. Nguyên cái con đường khúc này bán bắp quá trời đất luôn. Rồi, rồi chúc chị vui vẻ ha. Rồi, cảm ơn chị. Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay thì Coloman đã tới nhà của ông bà Sáu U90 bán bắp nướng mắm cái. Rất nhiều người hỏi Coloman là mắm cái là làm sao, mắm cái là mắm gì vậy? Cái mắm cái ở ngoài đây nó cũng giống như cái mắm nêm, cái vị nó được khá giống như cái mắm nêm. Thì ngày nào cũng vậy đó, bà làm cái mắm cái này thì bà làm cho mấy ngày luôn, bữa nào hết thì bà làm tiếp đúng không bà? Đó, 4 bịch rồi. Ở đây trong đây mình thấy có 4 bịch, bà đấy là lấy ra 2 bịch bà làm. Thật ra thì vẫn còn, cái này là mắm cái của bà vẫn còn, nhưng mà để con để lên kia nha. Để không, để tôi cất kìa. Dạ, biết chỗ mới cất được. Đây, hôm nay bà có vẻ hơi mệt. Đó. Bà nói, thôi nói bà cố gắng là gì. Đó, còn ho nữa không? Kim đường vừa lấy đi. Như cái hũ đó hũ buồn quá không? À, đây là chị Hòa, con gái của bà. Đổ một lần còn khoảng gần 1 ký đường này. Trời, nó riêng bởi vì riêng cái nguyên liệu không là tốn biết nhiêu tiền rồi ha. Đường cũng đâu có rẻ đâu. Rồi đúng rồi, rồi chậm chậm rồi. Cái nó vừa sôi là mình là tắt lửa hả bà? Riêu lửa ra. À, tức là nó vừa sôi là mình hạ lửa nhỏ xuống cho nó keo lại. Đó, trời ơi, một cái mắm cái nó giống như cái mắm nêm mình đó bà con, thơm lắm đó. Nhưng mà bà có cái công thức riêng của bà ấy đường, rồi quan trọng nhất là mình nghĩ chắc là cái đoạn mà làm sao mà chỉnh lửa đó cho nó vừa đủ keo thôi, nó ngon. Bữa mình ăn thử quét vô đã lắm luôn, quét lên trái bắp xong sau đó mình lại để nó khô chút xíu, mình nướng lại một lần nữa nó thấm vô trong trái bắp. Rồi bắp nướng mắm cái xuất sắc lắm. Hình như đây là cái cách làm mà đó, nó bắt đầu nó dậy cái mùi rồi đó. Mặc dù mình đeo khẩu trang mình nghe cái mùi nó dậy lên. Rồi bà đâm ớt kìa. Ồ, bà là có cái chày độc quá vậy trời. Để con đâm cho bà. Đâm nó văng vô mắt cây vậy. Đỡ tôi đâm quen. Thấy bà ho quá hả? Có đi test không? Có test không? Test là không sao hả?
Chiều nay anh kiếm được, anh mua được thêm 250 trái nữa rồi đó. Ba làm 50 trái thôi, bán ráng phá kỷ lục 300 trái. Mới cho cậu bán không hết rồi tôi bắt đầu nằm ăn. Bắt đầu nằm mua hết. Thì con bắt đầu. Nếu mà con bán không hết thì con gửi ba thêm 10 triệu nữa. Đó. Cái này gọi là giống như là mình thử thách vậy đó. Quên coi chừng nó sôi. Lại coi quen đã. Thấy chưa, nó nổi bọt lên rồi nè. Y như màu cacao con đó, thấy không? Đó, còn chưa? Đó, giống như mà màu cacao sữa luôn. Thơm quá, cái mùi chịu cũng nổi luôn. Bắt đầu sôi nè, dạ. Sôi phải không bà? Ồ, sao mà? Rồi giảm lại, giảm lửa xuống tí. Ủa sao nãy thấy tự nhiên nước nó ít mà bên tự nhiên nó lên nhiều vậy ta? Nó sâu, nó treo rồi. Tắt lửa nhỏ lại đấy. Để chút xíu cho nó sắc xuống hả bà? Ừ. Ừ. Thấp nữa nó tắt á. Dạ, kêu bé. Rồi, chúng ta đã có nguyên một cái thố mắm cái thơm phức. Ông ngủ ở đây hả? Chú hỏi đây, ông ngoại ngủ ở đây không? À. Chú hỏi đây ông ngoại ngủ ở đây không? Ông ngoại ngủ đi xe đâu? À. Ừ. ông ngoại đục thủy thủ thiên thể kỹ tinh thể rồi. Quá, ông ngoại bị đục thủy tinh thể rồi. Ông thấy luôn. Kêu ngoại đây 87 tuổi rồi. Mắt đục á. Giờ đầu đây y ban ở phường 9 thì trên 500 đến đầu. Trần Tết cái bữa là 200 mà năm nay tăng 200. Tiền cao tuổi giúp tăng 100 nữa. ông lâu ông không có ai nói chuyện á. Ông gặp rồi ông nói chuyện quá trời quá đất luôn. Quá bình tâm. Bắt tay vui. Mình giỏi nha. Mình giỏi nghe. Dạ. Dạ. Chân nào đi về trong. Dạ. Hôm nay con quay xong. Ngày mốt con về. Hả? Nay quay xong ngày mốt con về. À, cái tay này bên đây còn nghe được chút xíu nè. Chú các cậu các cô mà hướng lộ bên đây nha. Dạ. Mình giỏi nhớ ông già chút nha. Dạ. Hôm nay ông cũng vui lắm á. Ngày nói chuyện ông chúc sức khỏe cho cả đoàn rồi nữa. Ông điếc không nghe mà không thấy. Mà ông nói mình nghe mà mình nói ông không nghe. Dạ. Mà thật ra thì với mình thì mình thấy là cái giúp gì chắc cũng chẳng có thay đổi được đời sống gì, nhưng mà cũng là một cái niềm động viên an ủi tuổi già đó. Để bà cũng thấy cuộc đời này, nói chung cuộc sống này đây, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, du tham rắn không còn cái nào nữa. Bà còn được hai cái à, quên hỏi bà, xưa bà với ông quen nhau ở đâu? Ở đây luôn. À, giờ... Sao con thấy ông bà có dễ thương nhau quá vậy? À, đã đi làm mướn. À, bà đi làm mướn. Ông làm mướn, tôi cũng làm mướn. À, làm mướn ở đâu bà? Làm mướn ở trong phường 4 đường Nguyễn Trứ. À. Xây cất nhà cửa. Ông làm thợ, tôi phụ hồ. Ồ. À, phụ hồ. Rồi sau này gặp xong nhau. Gặp nhau, thương nhau. Thương nhau rồi. Cha mẹ đi cứ đi hỏi đàng hoàng, sinh sáng dài được con. Yeah. Cưới năm mấy bà? Năm bà nhiêu tuổi bà nhớ không? Đó tôi mới 20 à. À, bà mới 20. Ừ. Rồi, bà kể bà cười được. Mới 20 à. Mới 20 bị ông dụ. Ông dụ nai chú. Rồi, 20 mà nay 80 rồi đó, là hiểu rồi đó. 60 năm đó. 60 năm. 60 năm bị dụ mà vẫn vui vẻ. Bởi vậy giờ... mấy cặp trẻ trẻ mới có quen nhau được có mấy năm ha, là chưa gì hết, thấy người ta không, mấy ông bà xưa khổ khổ vậy đó mà sống nhau tới răng long đầu bạc. Thiệt ra cái hình ảnh là cái gì các bạn thấy, hai ông bà mà giờ cứ dắt díu nhau đi mỗi ngày thì gần 20 năm trời. À, thật ra thì
chúng ta nhìn xúc động là vì mình nhìn thấy một cái sự khổ cực. Nhưng mà với mình thì mình lại nhìn ở một góc độ khác, từ khổ cực nhưng mà mình thấy nó thật sự là nó là một cái gì đó rất là yêu thương. Cái ông đi rồi xong là ngồi nghỉ, cái ông lại nắm nắm cái chân của bà để ông không có thấy đường. Rồi những cái chi tiết đó mình ngồi mình nhìn mình cảm động lắm, bà con phải để ý thử. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là 4:15, tức là còn 45 phút là sẽ đến giờ chương trình Tiếng Rau 4.0 tại Tuy Hòa, Phú Yên, cùng với ông bà Sáu bán bắp nướng mắm cái ngay cái vòng xoay Trần Phú và Hùng Vương. Dạ, xin hân hạnh giới thiệu với quý vị và bà con cô bác là hôm nay có một khách mời rất đặc biệt. Dạ, bay từ Bến Tre ra. Dạ, đó là bạn Khương Dừa. Ủa, là Khương Dừa đâu rồi? Được lên đó anh. Được lên rồi. Dạ, xin chào bà con cô bác. Mà bà con cô bác có theo dõi Khương Dừa thì cũng biết Khương Dừa mê ăn bắp lắm, đặc biệt là trà sữa, lát mua về cho trà sữa anh trai. Dạ, thưa bà con cô bác là tình hình là bán tới 300 trái bắp mà sợ bán không kịp, cho nên là Khương Dừa ra tới cũng nói thôi đem ra em phụ anh, nhưng mà mình cũng lo lắm. Tại Khương Dừa đi tới đâu là trôn mình tới đó, phá tới đó, nên bà con cô bác. Có anh Khương Dừa nó vui quá ha. Dạ, có Khương Dừa chắc phá kỷ lục quá. Đó, ông bà hôm nay là đã đi một đoạn đường rồi, giờ đang ngồi nghỉ chút xíu. Mệt không bà? Mệt. Mệt. Dạ, hôm nay là bình thường là bà đi từ 12 giờ ra tới điểm bán là 14 giờ, nhưng mà hôm nay thì con anh cũng nói là thôi hôm nay mình bà giữ sức, cho nên là bà khoảng 15 giờ là bà bắt đầu xuất phát từ nhà ra tới đây là 16 giờ hơn. Đó. Chào Nguyễn Văn Sĩ Sĩ, giờ đặng đặng nha. Rồi thôi bây giờ bà khỏe chứ mình đẩy xe ra chỗ bán ha. Dạ đẩy xe. Dạ dạ hả? Chắc là cũng có nhiều khán giả đang đứng chờ ở dưới rồi đó. Ừ. Dạ. Đó, rồi cảm ơn. Đi. Đi hoài. Đi ông ơi, đi ông ơi. Con xin lỗi tại con đang chia sẻ cái livestream. Dạ. Dạ. Đây để dựng. Thấy ông không? Không, rồi đây. Ông yếu hơn à? Ông không thấy đường mà ông cũng không nghe được luôn. Dạ. Rồi, dạ đây, rồi, luôn buồn quá. Cảm ơn đi chú. Dạ, dạ không có gì không, trời ơi đừng. Hôm nay là mình ráng mình bán cho hoành tráng à. Thôi ông bà đi đi, con với em cô luôn em đẩy cho. Rồi, không, cái thế phải ông bà phải đẩy mới đi được. Tì không có cái này không có tì đi được. Dạ. Hay là con với Lê Lê Lô Men leo lên ngồi được không bà? Dạ, leo đi bà đây, bà đẩy, tụi con đi luôn. Bà nhiêu tuổi rồi bà? 78 rồi. 78. Ông bao nhiêu bà? Ông 87. 87. Ồ, vậy là ông có vợ trẻ. Ở bà ơi, con thấy bà đẩy ra giữa lộ rồi đó. Vô, quẹo vô. Thấy hơi nguy hiểm à. Quẹo vô Lê, quẹo vô Lê. Rồi để cho mình bẻ bẻ lái. Bẻ lái sao bẻ gãy cái cây luôn chứ. Rồi Khương Dừa đâu rồi? Trốn đâu rồi? Xe xe hơi bà ơi, xe này mình phải né xe không, hơi. Họ né luôn. Họ biết luôn, họ né tự né. Ở đây họ biết rành nữa ha. Quẹo quá bà ơi. Quẹo quá. Xe này bao nhiêu năm rồi bà? Lâu. Có khi nào nó lớn tuổi không con bà? Trời ơi, nhìn ông bà đẩy đi mà lọt thỏm giữa một phố đông người thấy thương bà con quá. Rồi chuẩn bị kìa, có người đến là mình chơi luôn nha. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là thật sự là con Lâm Anh rất là xúc động. Thay mặt cho ekip chương trình Tiếng Rau 4.0, con Lâm Anh xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cộng đồng anh em ở Tuy Hòa, Phú Yên đã đến rất là đông. Cảm ơn bà con bán rất nhiều và hy vọng là ngày hôm nay thì con Lâm Anh, và lại hôm nay có sự góp mặt của Khương Dừa thì hai anh em hy vọng là sẽ bán kết thúc sớm. Dạ, 300 trái. Dạ, còn nếu không hết thì Khương Dừa mua mão hết. Mua hết rồi anh. Không biết phong thủy. Bình thường là tôi bán ổn lắm đó, bữa nay không biết ra đây có giúp được gì không, hay là ra đi phá thêm á, phá thêm á. Con Khương Dừa nó vui quá ha, vui quá ha.
Đây đây mắm cái đây đó nè, cái mắm cái này nó mới xuất sắc nè. Thôi. Mắm cái cái này này là muối hẹ, muối é. Dạ bà cho con mượn cái muỗng này. Cái này mà trang bún không được đây, ha. Đây. Cho bún bằm vô leo vô. Không, lát nữa bà nướng xong rồi bà sẽ trét này lên hiểu không? Được. Rồi xong cái để lên lại nó thấm vô nướng lần nữa. Đây, bình thường là đây là công việc của ông Sáu mà bữa nay là giờ để ông Sáu ngồi nghỉ. Ông Sáu nay vui lắm. Hôm nay ông có ông Màu làm rồi nha bà con. Nay ông Màu làm. Trời ơi. Vô lột bắp nè ông ơi. Ông nào mà chụp hình không à? Dạ. Ra lột bắp, ra lột bắp đi, lên tới giờ quay rồi. Đang cười á. Đang cười tươi lắm. Tại vì để cái cuốn này lát nó dễ. Ồ, tê chân quá. Được á, rồi Khương vừa lo làm nó đi. Rồi vậy em ngồi đây đi, em ngồi đây đi anh đấy nha. Đây nè. Rồi, bà con bác nó đến quá đông rồi. Cho nên là con xin được phép bắt đầu. Bình thường thì ông bà Sáu một ngày bán chỉ có khoảng từ 40 đến 50 trái bắp thôi. Và một trái bắp thì ông bà Sáu bán chỉ có 10.000 đồng thôi. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ mua một trái bắp tùy tâm bà con bác muốn cho ông bà Sáu bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dạ thưa bà con các bác, là ban tổ chức chỉ cho phép là mỗi người mua 2 trái thôi để cho thật đông bà con bác đến đây ủng hộ cho ông bà Sáu ạ. Rồi con mời con. Một trái hả? Rồi, ôi có mua một trái rồi đây con. Cho 100 luôn. Rồi đã có trái bắp đầu tiên 100 ngàn của bạn nhỏ này nha, con học lớp mấy? Dạ học lớp 7. Rồi cảm ơn con, chúc con học giỏi nha. Rồi con 2 trái, đây con 1 trái, em 1 trái. Ủa con tặng ba luôn hả? Rồi đã có 2 trái bắp 500 ngàn tặng cho ông bà Sáu. Đã cho con 2 trái bắp rồi, 2 trái bắp 100 ngàn tới luôn. Rồi cảm ơn con. Ok con đi lên này luôn. Rồi cảm ơn con. Hướng dẫn cho ông. Dạ. Rồi quay lại bên 99 Thanh Tôn. Ồ. Trời ơi, một trái 1 triệu đồng luôn. Wow, cảm ơn anh. Chào tụi con. Ok, dạ bao nhiêu cũng quý hết nha bà con. 2 trái. Một trái thôi mà cho 200 ngàn luôn. Em mấy trái? Em mua mấy trái? Rồi một trái 1 triệu luôn cho chị nha em. Rồi cảm ơn em nha. Dạ bà con có bán mỗi người 2 trái nha. Mỗi người ủng hộ 2 trái cho đông người ủng hộ nha. Rồi con lấy một trái hả? Ok con, rồi đây. Nhanh lên, trong tụi mình chỉ có trong vòng 90 phút thôi, bạn phải đang bán hết 300 trái. Men của anh này. Rồi. Em coi tới tặng 10 rồi. Ngon quá. Dạ, mình ráng ăn hết phút này nữa cái là phụ huynh con làm. Ngon quá. Ra ra đi phá thêm á. Đưa cho con cái này đi rồi. Hai trái 20 ngàn luôn, đúng giá luôn. Bắt bà đâu con? Bà ơi bà. Bà ơi. Bữa nay mới gặp lại bà. Không biết chồng bà đâu rồi. Hồi đó tôi mê bà lắm. Bà không chịu. Ớn, ngành quá ớn. Chê á, tôi nghèo. Bà nói tôi đi bán bắp xào, bà không chịu lấy tôi, bà thích lấy cái ông bán bắp nướng. Hồi đó tôi làm công cho ổng, bà phái ổng làm chủ vựa bắp. Bà đâu biết cuối cùng tôi làm công xong tôi lấy cái vựa bắp của ổng luôn. Rồi em 2 trái rồi, có luôn. 2 trái 50. Rồi bao nhiêu cũng quý hết bà con ơi. Rồi bà con tùy tâm nha. Dạ hôm nay là tùy tâm nha bà con ơi. Có ba mạnh thường quân ủng hộ win 1 rồi triệu. Dạ xin cảm ơn anh Hoàng Xanh, xin cảm ơn chị nhà xe Ngọc Yến, xin cảm ơn anh Nghi bên Vsus Sportswear. Dạ mỗi người mua một trái bắp 1 triệu. Dạ rồi cảm ơn. Rồi tiếp theo rồi một trái, trời ơi quý quá bà con bác tất cả mọi người. Dạ anh lấy mấy trái? Một trái luôn anh. Dạ một trái rồi thôi bà con bác rồi. Này làm khó tôi quá, người mua có 1 trái rồi tôi bán 300 trái thì xỉu luôn á. Ai bắp nướng bắp cải không? À vô chị hai chị em luôn hả? Rồi ok con. Bắp về. Dạ anh đi trước hả? Dạ rồi anh, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi ok thôi được rồi. Dạ. Ủa anh không lấy bắp hả? Trời ơi vậy tặng con nhỏ này luôn hả? Rồi tặng cái này luôn đi. Ai ăn bắp bắp cải không? Một trái hả con? Ôi trời một trái để dành này là đập ống heo nè. Không ăn bắp bắp cải nhưng làm bắp cải quá trời nè. Rồi đập ống heo 50 ngàn thấy thương không? Nè có bắp mắm cái rồi nè bà con cô bác ơi. Dạ cảm ơn xe massage, chúc cao xe massage rồi. Có ai bắp mắm cái nướng mắm cái không nè? Cao xe massage là kinh doanh hồng phát thuận lợi nha, để ủng hộ cho các doanh nghiệp. Không ai nghe tôi nói hết luôn. Cảm ơn em nha.
Không ai mua luôn, ăn luôn. Rồi tiếp theo luôn. Trời ơi, một trái 500 ngàn nữa. Trời ơi, cảm ơn chị. Còn một trái hả? Rồi sao không ai mua hai trái, mua một trái không vậy trời? Để tôi bán cái này biết nào hết trời. Ủa rồi hả? Rồi, một trái nữa con. Dạ thưa, đây là trái bắp của bà nội của anh, là bà Thân Thị Quang. Bà 86, bà ủng hộ cho bà 87. À, 500 ngàn. 78 anh ơi. À, 78. 78 hả? Ồ, bà 86 ủng hộ cho, ủng hộ bà 87. Bà 78 tuổi, 78 tuổi. Dạ con cảm ơn bà nha, rất nhiều nha bà Quang ơi. Dạ 5 giờ 10 phút rồi, dạ còn có 50 phút à, chết tôi rồi. Tôi ngưỡng mộ ông lắm không? Dạ cảm ơn anh. Trời ơi hôm nay vui quá, tưởng là không đông ai giờ đông không tưởng. Một trái thôi mà đương có nhiều vậy, 150 lận. Dạ dạ mừng quá, lo quá. Hôm trước ra rồi thấy bữa ngồi vừa thấy vắng queo rồi, đâu bán được có 10 trái rồi. Xỉu luôn. Dạ dạ sợ dạ. Hôm nay bà con là đông quá. Dạ cảm ơn bà con rất nhiều nha bà con Phú Yên ơi. Rồi con mua mấy trái? Một trái bán cái thế nào không đủ giờ cho anh coi. Bà con cố gắng mua hai trái đi à. Dạ em chào anh. Dạ bác Tám Hồ Phi Hổ, ba của chị Hồ Duy Hà gửi cho chương trình Tiếng Rao 4.0 để giúp ông bà Sáu bán bắp. Dạ anh Phong Hồ chuyển giùm. Trời ơi 2 triệu. Dạ đây là một trái bắp 2 triệu rồi nha bà con, có trái bắp 2 triệu rồi. Dạ rồi đây. Tôi lên đây bán một trái bắp nó 2 triệu luôn trời. Rồi. Rồi cảm ơn em nha. Rồi đây gửi cho bắp nha. Rồi bà con mua 2 trái đi nha. Trời ơi bán cái này chứ biết chừng nào bán hết ơi. Rồi chắc cho tôi vừa mua mão luôn. Rồi quý quá bà con bán đứng rất đông luôn. Bà con bán mạnh dạn mua 2 trái đi nha. Mạnh. 1 trái 100 ngàn. Bà con có thể mua 1 trái hoặc 2 trái cho anh Tốn nha. Dạ dạ em nha, chào anh. Dạ anh mua mấy trái anh? Mua 1 trái một trái. Hết bắp rồi bà ơi, xong hết bắp rồi. Sắp hết bắp rồi anh Coleman ơi. Chưa hết đâu, trời ơi nhiều thêm lắm. Thêm 300 trái nữa biết ơi. Hết giờ thì có chứ. Lấy thêm 300 trái nữa kìa. Dạ rồi tiếp theo. Bắp này đều đây, không có bắp nào nó súng răng hết trơn à. Mua mấy trái? Một trái mà. Dạ rồi, dạ mời chị, mời chị, mời chị. Dạ. Dạ thưa chị. Các chị dạ. Ở Canada gửi về. Ồ, chị Phượng Canada, chúc hai bác mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn chị Phượng ở Canada. Rồi, dạ 2 triệu thôi, 2 trái đi chị. 2 triệu 2 trái đi. Dạ cảm ơn. Có ba khán giả gửi cho cô ạ. À, khán giả giấu tên gửi 1.8 triệu, chị Ngọc Hơn gửi 500 với cô Yến gửi 1 triệu. Dạ rồi xin cảm ơn một khán giả giấu tên 1 trái bắp 1.8 triệu, chị Ngọc Hơn 1 trái bắp 500 ngàn và cô Yến 1 trái bắp 1 triệu. À, nói chứ nãy giờ mình mua 1 trái bắp của bà mình ăn rồi, mình ăn rồi là trả tiền. Dạ chú cứ từ không sao đâu chú. Rồi đây nãy giờ mua 1 trái hả? Em mua 1 trái em ăn rồi. Trả tiền chưa? Dạ mới là trả tiền nè. Rồi đi. Công nhận bắp đây rẻ ghê, anh có 5 ngàn trái à. Cảm ơn anh nha. Ờ, hay dạ. Quá. Dạ bà con. Chắc bà con ném đá quá. Trời ơi, đóng tiền rồi. Tớ tớ giúp tôi. Rồi, rồi xong. 505 ngàn. Tính đưa đưa nè mà. 1 triệu lẻ 5 rồi. Tính đưa 2 triệu. Ồ, 2 triệu rồi. Wow. Dạ, Khương Dừa nha bà con. Rồi, còn như anh Giang bán nha. Dạ, cái trái bắp của Khương Dừa là 2 triệu lẻ 5 ngàn. Đó, bà con bán thế nào không? Dạ, có lẻ 5 ngàn luôn. Nhưng mà phá kỷ lục luôn rồi. Ôi, cảm ơn chị. Ờ, tình cảm không bà con, nó bán vé số rất khó khăn cũng đến ủng hộ hai ông bà Sáu. Dạ rất quý. Rồi Thư Dừa ơi, dạ. Ủng hộ vé số lại. Bán vé số tôi ủng hộ luôn rồi, dễ thương không? Dạ, đây con mua vé số cho con. Dạ, con qua đây mua vé số ủng hộ con nè. Số rồi. Dạ, Thư Dừa giàu lắm con. Rồi, sáng giờ con mua quá trời luôn à. Con lấy con 10 tờ đi. Rồi bà con bác ơi, vẫn còn thời gian nha bà con, bác nào chưa ra 2 trái đúng rồi, cảm ơn con. Ok, 2 trái. Rồi ok con, trời ơi nó gì mà lĩnh kỉnh tùm lum vậy. Rồi hai đứa 2 trái rồi quẹo vô luôn. Rồi đây con, cảm ơn con. Rồi cảm ơn hai bạn nha. Rồi mời chị ơi, mời chị Lùng. Ok dạ chào chị Lùng. Wow. Wow anh ơi, cho em xin được đại diện cho một khán giả ở Bình Thạnh. Dạ. Gửi cho chương trình 400. 400 hả? Rồi 400 ngàn. Một khán giả Bình Thạnh, cảm ơn một khán giả Bình Thạnh nha. Rồi dạ, còn đây là của anh Bùi Trung Quốc ở Bình Dương gửi 500. À, anh Bùi Trung Quốc, chào Bùi Trung Quốc nha. Cảm ơn Bùi Trung Quốc nha. Lần này khán giả ruột của Coleman nè. Cảm ơn Bùi Trung Quốc nhiều nha. Dạ còn đây là của bạn Uyên Trần gửi 2.5 triệu. Bạn Uyên Trần là rồi, cảm ơn bạn Uyên Trần nha. Bạn Uyên Trần đang xem livestream 2.5 triệu, một trái bắp 2.5 triệu luôn. Wow. Rồi cảm ơn bạn Uyên Trần rất nhiều nha. Rồi vô đây luôn. Ô. Trời ơi, 1 trái 1 triệu luôn. Rồi cô này chắc con quen nè. Chán cái mặt xuống coi tôi nghi cũng này quen lắm nè. À cô này cô trong gia đình là số 1 nè.
cô diễn viên gì mà lúc này lấy chồng rồi phải không? Đi chơi vui vẻ nha. Mandy Chan, trời quá quen luôn. Hậu trường Mẫn Thanh lúc nào cũng đi ủng hộ cho chương trình hết. Trời ơi, hôm nay hy vọng phá cái lục luôn bà con đó không ấy. Ủa còn bao nhiêu trái vậy? Báo tôi biết đi để tôi kêu gọi hết thành phố Tuy Hòa ra ủng hộ nè. Trời gì bán nãy giờ mới được 50 trái vậy trời. Bà ban tổ chức ơi, bà tổ chức ơi, 5:20 rồi, còn có 40 phút nữa, bà tổ chức cho xả cản đi, ban tổ chức ơi. Làm sao tôi bán hết được? Dạ bà con bán muốn mua nhiêu mua nha bà con ơi. Mua mấy trái? Có hai đứa 4 trái luôn đi. Hai đứa 4 trái luôn đi. Rồi ok. Anh ơi, có chị Hồng Lê gửi 3 triệu. Ồ chị Hồng Lê, dạ cảm ơn chị Hồng Lê nha. Khán giả ở Tuy Hòa là chị Oanh Nguyễn Thị Hoàng gửi 200. Rồi, chị Nguyễn Thị Hoàng Anh ở Tuy Hòa gửi 200.000, cảm ơn Nguyễn Thị Hoàng Anh nha. Chị Yến Kali là gửi 4.533.000. Ôi chị Yến Kali gửi 4.533.000. Ôi, có một cái bắp 4.533.000 rồi dạ. Dạ cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều nha bà con ơi. Dạ bà con Tuy Hòa tiếp tục ra nha. Dạ bắp còn nhiều lắm. Rồi hai trái luôn. Dạ hai trái em ơi, cầm giùm anh luôn. Ok rồi. Ôi sức khỏe. Rồi cảm ơn con. Rồi một trái hả? Rồi một trái 50.000, cảm ơn con nha. Cảm ơn con nhiều. Bao nhiêu một trái à? Dạ thứ nhiêu anh cho nhiêu hay nhiêu anh ơi. Dạ cho bao nhiêu cũng được. Dạ em cảm ơn anh chị. Đúng rồi. Đã 200 trung. Ôi thiệt luôn hả anh? Dạ ở gần sông Cầu ạ. Ôi thị xã sông Cầu. Em hâm mộ anh lắm á. Dạ rồi. Dạ cảm ơn anh chị nha. Dạ. Làm gì mà lật đật chạy quá trời quá đất luôn. Dạ trời ơi mừng quá. Bà con bác ơi, bây giờ là mua xả cản nha. Mua bao nhiêu trái cũng được nha. Ok rồi hai anh em vô luôn. Mua mấy trái? Hai trái. Đây một, đây hai, là ba. Dạ đây, đây. Mua hai trái sang năm chút em có đôi có gặp nha chưa. Rồi ok. Bạch Tài Mãn hả? Dạ. À, gửi bà ngoại 100 đô Canada là 1.800.000 đúng không? Dạ. Rồi dạ anh xin, mình xin phép mở ra luôn cho bà con xem nha. Rồi là một lần nữa xin gửi lời cảm ơn anh Bạch Tài Mãn. Dạ 1.800.000, cảm ơn anh. Dạ. Rồi chào em. Anh Đam ở bên Mỹ là người gốc ở Phú Yên, anh gửi 6.500.000 cho bà cụ bán bắp. Một trái bắp 6.500.000 bà con ơi, của một anh người Việt Kiều ở Phú Yên, người Kiều Phú Yên mở bên Mỹ nha. Dạ. Cảm ơn anh Đam rất nhiều nha anh Đam ơi. Dạ. Được 200 trái. Dạ được 200 trái nữa hả? Giờ còn 100 trái. Dạ chỉ còn nửa tiếng nữa thôi bà con bác ráng giúp giùm comment nha. Bà con bác mua mạnh tay lên đi nha, mua 5-6 trái, 10 trái cũng được. Rồi cảm ơn con. Rồi ơi, thấy thương dễ sợ, có nhiều tiền móc hết bóp luôn. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Đó bà con cô bác thân mến, phải nói là tình làng nghĩa xóm. Dạ bà con cô bác vui. Sao rồi anh? Ổn không? Còn 100 trái nữa. 100 trái nữa. Ủa nãy giờ bán mấy 200 trái hả? Ừ. Tại vì mỗi người mua 1 trái hả? Vậy hả? Không sao đâu, lát em mua mạo hết. Rồi bà con bác ơi, dạ tiếp theo còn ai không ạ? Ôi bà con ơi. Hai trái rồi, tôi thấy bắt đầu vắng rồi, tôi thấy hơi nguy rồi đó. Hai trái rồi. Dạ một trái bắp đi. Dạ cảm ơn cô. Một trái bắp 20.000, cảm ơn cô. Dạ. Đây là fan hâm mộ. Già còn còn hâm mộ. Dạ rồi. Già còn hâm mộ cơ fan. Dạ. Tại già mới hâm mộ cơ fan đó, chứ trẻ là hâm mộ cũng vừa rồi. 10 trái 200. À 10 trái hả? Rồi dạ cảm ơn chị. 10 trái. Trời ơi. Dạ đây 4. Cái này 200 đi 100 rồi. Đây đi 100 đúng rồi, 200 sau là 10 trái. Rồi, thêm 10 trái nữa. 5 trái. Rồi cái này 5 trái. Rồi dạ cảm ơn chị. Không sao. Rồi 300. 12 trái dạ cảm ơn chị. Khách VIP rồi 2 trái luôn. Rồi. Rồi vô chụp tấm hình luôn, rồi đứng đây đi. Rồi. Dạ. Bà con Phú Yên ơi, còn nhiêu ra đây hết đi bà con ơi, còn tới 100 trái lận. Hay là lát mình đem vô rạp chiếu phim bán anh. Thôi cứ vừa vô đứng bán phụ đi, mệt quá. Dạ. Vô đứng bán phụ đi. 5.000 trái bà con ơi. Alo. Trời ơi. Cái gì cho bà con ơi. Nói chứ đây là chỗ bán bắp với lại phát tiền của mùa dịch nên bà con cô bác lại lấy một trái bắp với 100.000. Mà bà con cô bác không ai mua hết trơn thì sao vậy? Vô đi em cho vui. Hết giờ của tôi, trời ơi. Vô. Còn 30 phút nữa hết giờ rồi bà con ơi. Rồi con mua 1 trái rồi, lẹ. Bán lẹ đi. Rồi đó,
đứng phải không? Con qua. Lấy trái chị. Mua dạ rồi, chị. Mời chị. Dạ. Một trái hả chị? Còn 30 phút nữa bà con bác ơi, tranh thủ giùm bà con bác ơi. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Rồi cảm ơn đi nè anh. Rồi con trai lên đây con. Con mua mấy trái? 10 trái luôn đi con. 2 trái đi con. Một trái thôi bà, quyết liệt một trái. Khách VIP mua 5 trái bắp trả 1 triệu hả? Rồi khách VIP bên kia. Đó, khách VIP bên kia mua 5 trái bắp kìa. Rồi kiểu qua rồi. Khách VIP mua 5 trái bắp. Vân Anh với là chị Vân. Còn ai không? Còn bao nhiêu trái? Còn bao nhiêu trái ba tổ chức ơi? Còn 50 trái nữa bà con quá ơi, 50 trái mà còn nhiêu phút đây? Còn có 15 phút. Rồi khách VIP vô đây chụp hình đi khách VIP. Rồi cảm ơn khách VIP. Dạ chị. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi bà con có bác nào chưa mua ghé lên bà con bác ơi. Có ai chưa mua bắp không? Rồi không mua tôi dí đó. Rồi dí nè. Ra đường đứng bán luôn, ghé lên, xách theo luôn. Bưng nguyên cái bàn ra, ôm nguyên cái bàn lên luôn. Bắp đi. Ai chưa mua, quẹo vô. Sắp hết giờ rồi. Rồi, nó chui qua luôn nè. Sắp hết giờ rồi, dạ, còn có 15 phút à, bà con ơi. Lấy 2 trái. Đó, thấy chưa, tôi ra, tôi bán được liền. Ôi trời, xin lỗi chị. Rồi, 2 trái, cảm ơn chị. Đó, thấy chưa, vươn ra đây, tôi bán được liền, thấy không? Bắp nướng, mắm cải đi. 2 trái, rồi, cảm ơn em nha. Có ai mua bắp không? Bắp ngon chị? Không có chân gì. Cảm ơn chị. Dạ rồi, còn có 15 phút thôi bà con ơi, nhanh chân bà con ơi. Hai trái xong ra đi phong thủy khác liền. Ghé vô, mua bắp không? Đây, quần là dĩ luôn. Bắp đây, đừng bỏ chạy. Trời ơi, thương tôi đi, ủng hộ giùm đi. Rồi, cảm ơn gia đình nha. Đẻ lên còn có 10 phút à. Bắp nướng mắm cải đây. Chú chụp cho, rồi ok, rồi đây. Rồi, hai đứa này nó ốm giống tôi ghê. Con làm anh bán tới đâu rồi không biết nữa. Đó, con qua đây, con qua đây. Trái nhiêu cũng được chị. Nhiêu cũng được. 50. 5 trái đi anh lấy bịch 5 trái đi. Rồi, bịch 5 trái 500 cũng là 5 trái 50 cũng bán luôn. Một trái đây gửi chị, cảm ơn chị rất nhiều. 5 trái, à, 5 trái chỉ có 500, 5 trái chỉ có 50, 5 trái 5.000 luôn, bán luôn. Một trái thôi, tại sao không mua nhiều hơn? À. Rồi, bịch 5 trái 500, 5 trái. Bắt ngon chị. Rồi, dạ 5 trái nữa, 5 trái 5.000. Dạ anh chị, rồi cảm ơn anh. Rồi, dễ thương quá, vô. Bây giờ đại hạ giá luôn. 5 trái 5.000 luôn, bà con hết sắp hết giờ rồi. Tại vì hết giờ mà mình bán không hết là mình thua 10 triệu đó. Chào mình con. Chào. Trời ơi, bà con tổ chức là ác chứ lùi quá đi. Hôm qua bán 200 trái là rồi là ổn rồi, rồi bắt tôi bán 300. Hàng nhẫn quá, dạ mua nhiêu cũng được chị ơi. Vô luôn đi chị. Rồi, 5 trái 500 cũng bán, 5 trái 5 triệu cũng bán luôn. Con gái. Dạ, ăn bắp không có mập đâu cô. À, không ăn mới mập nha. 2 trái con, 4 trái đi, 4 trái luôn hả? 2 trái luôn hả? Thủy nó bưng lên vậy nè, đó, ok rồi. Ai bắp nướng mắm cái đây. Chắc tôi leo lên bàn luôn quá. Rồi tôi đổi đầu luôn nè, đó. Ai bắp nướng mắm cái nè, chạy luôn nè. Trời ơi, kia đứng đông quá, trời quá đất luôn nè. Rồi, 2 trái đây con ơi, rồi con trai. Rồi, sao con buồn vậy, con vô đây. Rồi con ra đi nhiêu vô nha, ok con. Rồi, vui cho con, vui nha. Rồi. Rồi, con có buồn gì chú không? Ủa gì hết không nè, rồi cho chú xin tiền. Rồi 3 trái rồi, ok. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Con có 4 trái thôi. Còn 2 trái bắp thôi. Chị, 2 trái bắp luôn chị. Con 2 trái rồi. Rồi, 2 trái 50 rồi, hết luôn. 2 trái chị rồi, xong. Xong luôn. Hello. Được á. Lâu lắm rồi nó đi như vậy đó. Rồi, còn 5 phút nữa à. Còn 5 phút tới 6 giờ hết luôn. Hết luôn bà con ơi. Bán 400 trái. Ủa, bán 400 trái vậy? Ép vậy? À, 1 tiếng đồng hồ mà thấy con bán giỏi không? À, 60 phút bán 400 trái. 400 trái chứ không phải 300 nha. Để ban tổ chức là gài mình nha. Rồi chơi 400 trái bây mình bán hoài không hết luôn. Nhưng mà chắc là kỷ lục và doanh thu luôn đó. Vậy là ông bà có cái sổ tiết kiệm nha. Mở sổ tiết kiệm cho ông bà.
coi như là lần đầu tiên sau 20 năm trời là hôm nay là ông bà sáu là ngồi thôi chứ không có bán luôn. À, sao ha? Vui hen. Dạ, và mặc dù là ngày hôm nay là mình đã vượt qua thử thách, thậm chí là vượt chỉ tiêu luôn, nhưng mà cái phần mà thua thử thách là Comen phải bù 10 triệu thì hôm nay Comen cũng xin vẫn gửi cho hai ông bà luôn. Mặc dù hôm nay mình chiến thắng thử thách này. Hôm nay thật sự là cũng rất nhiều bà con bác ở những nơi rất là xa, thậm chí ở nước ngoài cũng gửi cho người thân, người nhà mình để ra ủng hộ. Bởi vì với cái quy định mới của chương trình thì Comen trong lúc livestream sẽ không có nhận tiền chuyển khoản nữa. Dạ, kính thưa quý bà con cô bác, kính thưa ông bà sáu. Dạ, ngày hôm nay trong vòng 60 phút Comen bán được 400 trái bắp nướng. Không ai có thể nướng được 400 trái trong vòng 60 phút. Dạ, có mình làm được, tại đi mua. Dạ, tổng số tiền bà con cô bác ủng hộ tại buổi bán hàng ngày hôm nay là 58.256.000. Cộng với lại 20 triệu chương trình và 10 triệu Comen Tour là tổng cộng 88.256.000. Dạ đây con kính gửi ông bà sáu. Đây là tập phá kỷ lục về doanh thu, phá kỷ lục về bán hàng, phá kỷ lục về thời gian luôn. Dạ, tất cả là nhờ tình thương của bà con cô bác, nhờ sự ủng hộ của bà con cô bác ở Tuy Hòa, Phú Yên. Cảm ơn bà con cô bác rất nhiều và xin hẹn gặp lại bà con cô bác trong một ngày gần nhất. Dạ, hy vọng rằng là cái số tiền này thì hai con gái của ông bà sẽ mở một cái sổ tiết kiệm để ông bà dưỡng già. Dạ, để phòng khi hậu sự ông bà có cái gì đó. Chắc là bà con bác ở Tuy Hòa và Phú Yên cũng mình cũng biết là ông bà thì có con nhưng mà con cũng nghèo quá cho nên là ông bà cũng không muốn nhờ vả con gì hết cho nên ông bà cố gắng. Và đây là ý chí của ông bà, đặc biệt là của bà sáu. Bà sáu nói chung là con cái nó nghèo quá, mình ráng tự kiếm cơm và thậm chí là kiếm được thì giúp đỡ cho nó luôn, không có vấn đề gì hết nha bà con bác, hoan hỷ giùm. Cảm ơn bà con bác. Đâu không cần. Dạ, xong rồi. Tôi còn cái phần tiền đây. Của bà. Cha tôi. Cảm ơn bà. Bà có nói gì không? Không. Dạ, bà không nói gì, bà xúc động quá, bà không nói gì hết. Có lẽ là trong mấy chục năm cuộc đời của ông bà thì mình nghĩ đây là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con cô bác Tuy Hòa, Phú Yên. Cảm ơn rất nhiều. Với đôi gánh hàng rong nuôi lớn đời tôi từng ngày khắc khi mãi vào tim không phút nào. Hãy đón xem các tập tiếp theo của chương trình Tiếng Rao 4.0 mùa thứ 2. Chương trình Tiếng Rao 4.0 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Điền Quân Group thực hiện và được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Và bây giờ thì Comen xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mưa rồi, trời ơi. Trời mưa cái này sao ai tới ủng hộ tôi? Thôi cho tôi bán luôn đi. Ác cho tôi quá. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tiếng Rao 4.0 mùa thứ 2. Chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chú Đức xe bún riêu canh bún chạy tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua quán cà phê, Bên kia đang cười là gì? Cười là đồng ý này. Em mua cà phê đổi canh bún đi. Cà phê hả? Rất là bất ngờ, không nghĩ là nhận được sự ủng hộ rất nhiều đông đảo bà con như vậy mà trong một cái buổi bán hàng rất là mưa gió. Rất chân thành cảm ơn. Đón xem Tiếng Rao 4.0 mùa 2 tập 5 phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6, 6 tháng 5 năm 2022 trên HTV7.